Vâng, em xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, hôm nay kênh Yêu Cây lại trở lại với nhà vườn Dân Dự ở Đức Bác, Sông Nô, Vĩnh Phúc. Và phải nói là mỗi một lần về đây thì cây thay đổi rất nhiều và vườn thay đổi cũng rất nhiều. Đây, chúng ta vào giao lưu với lại chủ vườn. Chào em nhá. Chào anh nhá, chào anh em xem kênh Yêu Cây nhá. Dự ơi, cái hôm trước thì khi mà anh hôm đến trước thì là cái, nó bầm thở nó ra. Cái cây cây si này thì gọi là không nhìn thấy gì luôn. Vâng. Đấy, nhưng mà nhìn chỉ gọi là thấp thoáng và biết là đây là một cái cây si rất là quý. Nhưng mà đúng là hôm đấy là cũng nỗi hẹn với lại anh em Yêu Cây là chưa quay được để anh em ngắm. Hôm nay thì nó rõ hơn nhiều rồi đúng không em? Hôm nay em vừa rút bộ mầm thở vì để nhiều mầm thở quá anh ơi, là nó không tập trung được trên cái thân mình cần lấy này. Những cái mình cần nuôi là nó không bung mầm ra. Đấy là cái kinh nghiệm em cảm thấy là mình nuôi trong quá trình nuôi cây ấy. Là mình, tức là những cái điểm nào mình lấy mầm thở thì mình để cho nó rút thôi. Chứ còn để nhiều mầm thở quá là cây nó cảm giác nó không phát triển được cái phần trên. Em ơi, anh nhìn cái cây của em nó có hình tượng giống như là hình như cũng nghe à? Nhìn nó cũng có cái nét, có nét vậy. Thành thử ra những cái lối si như này là nó mang một cái phong cách đặc trưng riêng. Vì nó không giống ai. Những cái cốt như thế này gần như là cái cơ bản của nó mang những cái nét của cái chất chậu lâu năm. Nó quý từ thân cho đến nó còn phần dưới ở sâu ở dưới còn chân bệ hay lắm anh. Đây là chẳng qua là em mới đưa phân vào để cho nó ăn, nó để nuôi nữa, phá bung ra đấy. Nuôi để còn mình còn làm bông tán nữa. Nó được cái là những cái giống si này là mình càng chăm thì càng si này càng... chất búp đỏ đúng không em? Búp đỏ, búp hồng. Đây lá đây này anh ạ. Nhưng mà cái chất nó đẹp lắm, chất lá thì nó chấm hết luôn. Bây giờ nó cứ đùn lu ra nhỉ. Vâng. Chất lá thì đẹp luôn. Chất lá là không phải nghĩ đâu. Cây này sau này chiều cao tổng thể chắc là độ 50 phân, 60 phân. Chưa đến, chưa đến. Em vì sau này em tính là nuôi to cái này xong em kết thúc nó đến đây rồi mà. À. Chắc là độ 50 phân thôi. 50. Vâng, 50 phân. Nhưng mà chiều rộng này của chiều em rộng chắc 60 đấy anh ạ. Ừ. 60. 80, 60 thì chúng đang lên 80 rồi. Đấy, 80. Thế mới kinh điển. Này, quý vị, trông chất si sướng không? Gọi là nó cứ đùn nu lên thôi. Mà cái chất lá nó đẹp nhá. Phải nói là em đi rất nhiều rồi. Nhưng phải nói là cái chất si này, cái cây này nó được cái chất lá nó cực đẹp. Lá tròn đúng không? Lá tròn dày. Búp lại đẹp. Búp rất đẹp. Cái quả vặt định được. Vâng. Vì mình quả đang, nó hại cây. Mình đang nuôi. Rồi, để cây. Nó nuôi quả là rất hại cây. Em sở hữu cây này lâu chưa nhỉ? Em mua được nó hơn năm rồi đấy anh ạ. À thế à? Hơn năm rồi đấy. Rồi. Sao mua có duyên. Mua được chỗ nào mà lại cây VIP thế? À, cây này là ông bạn của em ở trong Bình Định, tức là Nick Face Thành Đạt Quy Nhơn ấy. À. Là ông bạn ông để lại cho. Ồ. Thế nào sở hữu được. Sau này các cái chân này nó ra cũng đẹp anh nhỉ. Chắc là dưới cái này chân đẹp. Này nó, em còn giấu dưới mà. À. Dưới nó còn ấy lắm. Thế như là em có ký đá vào đúng không? Không, em dắt những cái nó hơi chỗ những cái điểm nó hơi bị lỗ ấy. Thì mình đưa vào dắt nó cho nó sau này nó tô điểm vào đúng không? Nó cuộn lại nhau cho nó thành cái cốt. Đẹp quá. Cây này nhìn đẹp bốn mặt nhé. Yeah. Nói chung là trông mặt nào cũng nhìn thấy nu nần lên. Cái đồ này thực sự là nó phải nhìn ngoài nó mới có cảm xúc. Ừ. Cái đồ này okay. Ngoài nu ra không có gì. Ngoài anh biết là cái cốt này của em có rất nhiều chiến tướng của làng cây Việt Nam. Nhiều anh em hỏi đấy. Nên hỏi lắm rồi, nên tận nơi đúng không em? Đúng rồi. Ừ. Rất nhiều anh em luôn. Thì cây này mà không hỏi thì chúng ta hỏi cây nào nữa đúng không ạ? Thực ra nó chỉ có giá là cả thôi mà anh.
căn bản là đôi lúc mình những cái con này mà để mình đòi thấp ấy thì là nó cũng không còn ở vườn mình nữa. Thành thử ra là những cái con này là em báo giá anh em nó cũng cao, đâm ra là nó còn ở đây. Tuyệt vời. Mà như thế nó lại thành hay anh ạ. Đây, đâm ra mình lại giữ được những cái cây quý. Không, cái cây này anh nghĩ là cũng là hàng hiếm đấy. Không có đâu anh. Dựa. Thì em đi cũng rất nhiều rồi mà thực ra em chơi với anh em chơi si cũng rất nhiều, gần như là tất cả những anh em chơi si là em biết tất cả mà, đều biết cả mà. Nên là mình được sở hữu con như thế này thì thực sự là nó cũng là may mắn, rất là may mắn. Thứ nhất về chất, thứ hai là độ già, độ quý của nó. Em ơi, ở bên này còn một cái... Cái con này thì nó bé bé, cái con này thì vẫn trong thời gian nó nuôi. Cốt con này là đẹp cũng của bạn Đạt Quy Nhơn để làm ấy. Em có lấy của Đạt mấy cây. Cây này dáng đẹp quá. Vâng, con này cái chất nó cũng được. Chất lá nó cũng đẹp. Sau này thành cây hai người B nhỉ? Vâng. Sau khi tác phẩm xong. Thực ra là nhiều lúc mình to nhỏ vẫn mua hết, nhưng mà đôi lúc thì nhiều lúc là những cây to nó về vườn rồi nhìn những cái đồ nhỏ là đôi lúc là không thích cho lắm. Thì tính em vẫn phải thích to. To mới sướng này. Nhưng mà bé mà nó xịn thì cũng quý mà. To nuôi nhìn lên nó lớn hàng ngày sướng, cây nhỏ nuôi mãi nó không lớn. Chậm lớn. Cảm giác chậm lớn thôi. Cảm giác nó chậm lớn. Đây là chất si gì ạ? Vẫn si bú hồng anh ạ. Không. Đây vẫn là bú hồng luôn. Chất lá này nó cũng đẹp. Những cái cục lù. Nhà em đấy, em có mấy cốt xì đây mà toàn những cây cốt đẹp đấy nhỉ. U chưa em bán mấy con. Con cái cốt bên này nữa nhỉ, đây nhỉ. Nhưng mà cốt con bên này thì chắc có đây vừa rồi mới cắt ra nên là nó kín quá. Kín anh em chắc là không nhìn thấy gì. Nhưng dài. Mà cái cây này anh lại thấy cái chân bạ là một chất thì chất này là cây con này là đỉnh nhất vừa. Chất xì. Ô đẹp. Si này chất này có những cái bạ này. Bạ rất rõ ràng và bản thân nó là cây chất chậu mà anh. Nó có bạ. Nó không phải là cây khai thác mà những con này là bản thân nó là cây chất chậu. Thế đâm ra là vừa rồi em mới thu lại. Thu lại. Đợt này là nuôi bung một thời gian nữa xong bắt đầu lại giật. Búp lá. Chất búp nó đẹp. Đẹp quá nhỉ. Vâng. Đúng là cây này mà lá nó dày đúng không? Lá nó dày mà nó nhìn nó dày bóng. Con này cũng u cục lắm anh nhá. Như là cái lá cây cảnh cũng... giả. U cục quá. Ok. Xin anh xin chúc mừng em xin. Vâng. Cảm ơn em đã bớt chút thời gian giao lưu với lại cộng đồng yêu cây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng như bạn Dự ở video tiếp theo.